Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự quốc tế 24 giờ mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Sau đây là những tin tức vừa được cập nhật từ diễn biến cuộc bầu cử Mỹ 2024. Ông Trump phản pháo chỉ trích của vợ chồng ông Obama. Theo giờ hình, trong ngày 21 tháng 8, ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump đã tổ chức sự kiện vận động ngoài trời ở bang Bắc Carolina. Tại đây, ông Trump đã phản bác mạnh mẽ những phát biểu gần đây của vợ chồng ông Obama Ông Trump phát biểu mọi người có xem ông Obama vào tối qua không. Ông ấy và bà Michelle đã chỉ trích một tổng thống Mỹ. Họ là những người luôn nói rằng hãy tập trung vào chính sách thay vì công kích cá nhân. Nhưng chính họ lại không làm vậy. Liệu tôi cũng cần phải luôn tập trung vào chính sách không? Ngoài vợ chồng ông Obama, cựu tổng thống Mỹ đã đưa ra những chỉ trích nhắm vào bà Kamala Harris. Ông Trump mô tả ứng viên đảng Dân Chủ là người cánh tả cấp tiến nhất. Cảnh báo rằng hàng triệu việc làm ở Mỹ sẽ biến mất nếu bà Harris thắng cử. Trong sự kiện ở Bắc Carolina, ông Trump cũng lên án chính quyền của Tổng thống Joe Biden về việc rút quân khỏi Afghanistan và tình trạng hỗn loạn ở Ukraine, Trung Đông. Trước đó, tại đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ, ông Barack Obama tuyên bố rằng nước Mỹ không cần thêm một nhiệm kỳ nữa của ông Trump, đồng thời chỉ trích quan điểm của ứng viên Đảng Cộng hòa về chính sách biên giới. Ông Obama nói, ông Trump là một tỷ phú đang không ngừng than vãn về nhiều vấn đề tình hình càng trở nên tệ hơn khi ông ấy sợ thua bà Harris. Nước Mỹ đã sẵn sàng cho một trường mới, cho một câu chuyện tốt đẹp hơn. Trong khi đó, bà Michelle Obama lại lên án ông Trump về vấn đề phân biệt chủng tộc, cảnh báo rằng cựu tổng thống sẽ tìm cách bóp méo sự thật về bà Harris, cụ thể cựu đế nhất phu nhân phát biểu. Có lẽ chính tầm nhìn hạn hẹp và thiền cận về thế giới này đã khiến ông ấy cảm thấy bị đe dọa bởi sự tồn tại của hai người làm việc chăm chỉ, được giáo dục tốt, thành công và là người da đen bà Obama cũng chế giễu tuyên bố của ông Trump liên quan đến vấn đề việc làm của người da đen. Trong quá trình tranh cử năm nay, cựu Tổng thống Mỹ từng nhiều lần khẳng định những người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ đang cướp cơ hội việc làm của cộng đồng người Mỹ gốc Phi. Ông Clinton cảm ơn Tổng thống Biden vì đã rút lui. Cựu Tổng thống Bill Clinton bắt đầu bài phát biểu của mình tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ DNC ở Chicago hôm 21 tháng 8 theo giờ địa phương, bằng lời cảm ơn Tổng thống Joe Biden vì những công hiến của ông cho đất nước. Ông cho biết, quyết định rút lui khỏi cuộc đua tái tranh cử của ông Biden sẽ khiến di sản của đương kim tổng thống đậm sắc hơn, đồng thời thừa nhận rằng điều này không dễ dàng đối với một chính trị gia. Tổng thống Biden đã tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua vào tháng trước và ủng hộ phó tổng thống Kamala Harris. Nhiều diễn giả phát biểu trong suốt đại hội đã cảm ơn ông chủ nhà trắng vì những thành tựu của ông và vinh danh sự phụng sự lâu dài của ông trong chính trường. Đây là bài phát biểu thứ 13 của ông Clinton tại một đại hội của Đảng Dân chủ cũng trong bài phát biểu tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ, cựu Tổng thống Bill Clinton đã khẳng định rõ sự tin tưởng vào Phó Tổng thống Kamala Harris. Ông dẫn dắt đám đông qua câu chuyện, cuộc đời của bà và lời hứa mà ông tin rằng bà đại diện cho đất nước. Ông Clinton nói rằng, ông muốn nước Mỹ bao trùm hơn, tập trung hơn vào tương lai, và bà Harris là người có thể hiện thực hóa tầm nhìn đó. Cựu Tổng thống đã đưa ra một số ví dụ. Ông nói rằng bà Harris đã chiến đấu vì trẻ em trong suốt cuộc đời, với tư cách là công tố viên và đã lãnh đạo cuộc đấu tranh cho quyền sinh sản khi bà ở Nhà Trắng. Ông Clinton cũng chỉ ra kế hoạch của bà Harris nhằm giải quyết vấn đề nhà ở giá rẻ và giúp quyền sở hữu nhà trở nên dễ tiếp cận hơn. Bà Harris đã công bố kế hoạch nhà ở vào tuần trước, bao gồm các đề xuất như cung cấp khoản thanh toán ban đầu lên đến 25.000 đô la Mỹ cho những người mua nhà lần đầu. Các ưu đãi về thuế cho những người xây dựng nhà ở cho người mới bắt đầu bán cho những người mua nhà lần đầu và các ưu đãi để xây dựng nhà cho thuê giá rẻ. Cựu Tổng thống cũng đã trích dẫn câu nói nổi tiếng, nơi mang tên hy vọng mà ông đã đưa ra tại Đại hội Đảng Dân Chủ năm 1992 để khuyến khích người Mỹ bỏ phiếu cho Tổng thống của niềm vui Kamala Harris vào Nhà Trắng. Bà Harris đang đặt lại hòn đá tảng cho Đảng Dân Chủ. Theo tờ CNN Mỹ nhận định, bà Kamala Harris đã nhanh chóng xóa bỏ một số lợi thế mà cựu Tổng thống Donald Trump có được so với Tổng thống đương nhiệm Joe Biden khi nói đến các phẩm chất cá nhân quan trọng mà cử tri đánh giá cao ở một Tổng thống. Nhưng phẩm chất cá nhân đáng gầm nhất mà cử tri nhìn thấy ở cựu Tổng thống chính là sức mạnh được nhận thức của ông vẫn hiện hữu như một trở ngại quan trọng mà bà Harris phải vượt qua để giành được Nhà Trắng. Các cử tri từ lâu đã coi ông Trump là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, có khả năng bảo vệ họ và khi họ ngày càng hoài nghi về năng lực, thể chất và tinh thần của ông Biden, lợi thế của ông Trump càng tăng lên. Nhưng năng lượng và phong cách phát biểu mạnh mẽ, tự tin của bà Harris tại các cuộc vận động rầm rộ của bà trong ba tuần qua đã khơi dậy sự lạc quan trong những người ủng hộ Đảng Dân chủ rằng bà có thể thiết lập lại cuộc tranh luận về sức mạnh và vô hiệu hóa, hoặc ít nhất là làm giảm lợi thế truyền thống của ông Trump. Nếu bà Harris chiến thắng tại cuộc đua tranh cử vào tháng 11 tới đây, bà sẽ là vị tổng thống nữ đầu tiên của nước Mỹ. Nhưng để làm được điều đó, có khả năng bà Harris sẽ cần phải phản bác nỗ lực ngày càng tăng của Đảng Cộng Hòa nhằm miêu tả bà là người yếu đuối. Cuộc tấn công đó có thể tập trung vào các vấn đề liên quan đến an ninh vật chất của người Mỹ, bao gồm tội phạm, nhập cư và quốc phòng. Một số đảng viên Dân Chủ tin rằng kế hoạch của ông Trump nhằm làm giảm đà tiến của bà Harris có thể lặp lại các yếu tố của chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 1988 mà George H. W. Bush là người quản lý chiến dịch đáng sợ của ông, là Lee Atwater, đã thực hiện để mô tả một cách tàn khốc đối thủ dân chủ của mình, thống đốc Massachusetts Michael Dukakis, một người theo chủ nghĩa tự do tội phạm yếu đuối mềm mỏng. Ở một diễn biến khác, đại hội đảng dân chủ đang diễn ra và những thành viên của đảng được vinh danh đã dành hai ngày đầu tiên của đại hội đảng để tăng gấp đôi số tiền cược vào tấm vé ứng cử tổng thống mới đầy phấn khởi của họ. Bây giờ mọi chuyện đều đổ dồn vào bà Kamala Harris và ông Tim Kaine. Phó Tổng thống và Thống đốc Minnesota phần lớn không được nhiều người dân trên khắp đất nước biết đến và chưa từng trải qua điều gì giống như cơn lúc xoáy đang rình rập trong cuộc đụng độ bầu cử với cựu Tổng thống Donald Trump. Nhưng họ không thể hy vọng nhận được nhiều sự giúp đỡ hơn những người khổng lồ của Đảng Dân Chủ trong 40 năm qua. Tổng thống Joe Biden đã khép lại sự nghiệp chính trị kéo dài 50 năm của mình. Cựu Tổng thống Barack Obama đã kêu gọi một quốc gia phân cực hãy nối lại điều mà Abraham Lincoln gọi là mối quan hệ gắn bó và đoàn kết đằng sau bà Harris. Bà Hillary Clinton, người đã từng rất gần với việc phá vỡ sự độc quyền của nam giới trong chức tổng thống, đã nhìn qua khe hở trên chân kính cao nhất và cứng nhất và hình dung bà Harris sẽ tuyên thệ nhậm chức với tư cách là nữ tổng thống đầu tiên. Một cựu đệ nhất phu nhân khác, bà Michelle Obama, tuyên bố hy vọng đang quay trở lại, trong khi kêu gọi cử tri làm điều gì đó để ngăn chặn sự phục hồi của ông Trump. Trong hai đêm tiếp theo ở Chicago, bà Harris và ông quan sẽ bắt đầu trả lời câu hỏi họ có thể phát triển thành một phong trào bầu cử nghiêm túc hay không khi chiến dịch của họ bước vào giai đoạn mới quan trọng. Ông quan sẽ chịu áp lực phải thực hiện bước nhảy vọt lên sân khấu chính trị quốc gia. Sau đó sẽ đến lượt bà Harris khi bà tìm cách kết hợp sự chuyển đổi của mình trong chiến dịch năm 2024 với việc khôi phục lại danh tiếng chính trị của chính bà sau một nhiệm kỳ phó tổng thống khó khăn. Bà Harris đã xóa bỏ phần lớn sự dẫn đầu của ông Trump trong các cuộc thăm dò bà đã làm sống lại hy vọng của Đảng Dân Chủ về việc giành lại Hạ Viện và nắm giữ Thượng Viện. Và bà đã gợi lên một con đường lạc quan cho nước Mỹ, tránh xa viễn cảnh đen tối của một quốc gia dưới sự cai trị của một người đàn ông mạnh mẽ được ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa ủng hộ. Bà đã đưa ra một câu thần chú mà Đảng của bà vốn lo sợ về sự trở lại của ông Trump đang háo hức đón nhận. Chúng ta sẽ không quay trở lại. Nhưng đó là phần dễ. Bà Harris và ông Quan hiện cần biến động lực, sự đoàn kết và mục đích mới đang khuấy động hội trường Đại hội Chicago thành một chiến dịch có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống. Vào thứ Tư, theo giờ Mỹ, ông Warren sẽ bước lên sân khấu của Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ, người bạn đồng hành của ông Trump. Thượng nghị sĩ Ohio James David Van đã có bài phát biểu không mấy ấn tượng tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa vào tháng trước. Bài phát biểu đã khiến tỷ lệ ủng hộ của ông giảm mạnh, góp phần vào sự xa sút của chiến dịch tranh cử của ông Trump. Những người được đề cử làm phó tổng thống không quyết định cuộc bầu cử, nhưng với ông Hoàn, với phong thái của một người dân ngoại ô, có thể đóng vai trò đối trọng với ứng cử viên Kamala Harris, người có thể làm mất lòng một số cử tri phản đối sự thay đổi. Ông Hoàn cũng đưa ra một ví dụ cho những người đàn ông trung lưu rằng họ có một giải pháp thay thế chính trị cho chủ nghĩa bảo thủ MAGA. Các chiến lược gia của đảng Dân Chủ hy vọng rằng ông có thể đặc biệt có giá trị đối với tấm vé trong việc tán tỉnh những cử tri nông thôn phản ứng với quan điểm giản dị của ông theo cách có khả năng làm giảm một số biên độ ở các quận mà ông Trump đang chạy mạnh nhất. Nhưng mặc dù ông Quan là cựu thành viên Hạ viện, bước vào cuộc thử nghiệm này với ít thời gian hơn nhiều trên chính trường quốc gia so với một số ứng cử viên phó tổng thống khác trong những năm gần đây, bao gồm ông Biden, người là thượng nghị sĩ lâu năm khi ông gia nhập Obama vào năm 2008, cựu bộ trưởng quốc phòng Dick Cheney người đã hợp tác với George W. Bush vào năm 2000 và thượng nghị sĩ Al Gore, người được Bill Clinton lựa chọn vào năm 1992. Chiến dịch tranh cử của ông Trump nhận ra mối đe dọa và ông Wan ngay lập tức đã bị chỉ chức gay gắt về thời điểm ông nghỉ hưu khỏi lực lượng vệ binh quốc gia lục quân ngay trước khi đơn vị của ông đến Iraq. Thống đốc Minnesota cho biết ông không được thông báo trước về việc triển khai. Phó tướng Ven của ngài cựu tổng thống đã tấn công ông vì ám chỉ sai lầm rằng ông mang theo súng trong vùng chiến sự, điều này đã khiến chiến dịch tranh cử của bà Harris phải tìm hiểu và định chính. vào thứ hai, đảng viên Cộng hòa Ohio với nguy cơ tiếp tục gây mất lòng cử tri nữ đã cáo buộc ông Juan không trung thực về việc ông và vợ Gwen sử dụng các phương pháp điều trị hiếm muộn. Phe ông Trump cũng đang nhấn mạnh nhiệm kỳ tự do của ông Juan với tư cách là một thống đốc, điều này đe dọa làm phức tạp thêm nỗ lực của chiến dịch tranh cử của bà Harris nhằm nhấn mạnh tính khí lành mạnh của ông như một dấu hiệu của sự ôn hòa. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Những diễn biến tiếp theo liên quan đến cuộc bầu cử Mỹ năm 2024 sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn nút like và subscribe trên kênh để cập nhật những thông tin quốc tế mới nhất. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.